đến với công ty Thiết Kế Ma Vạch thì như mọi người đã biết, vấn đề quản lý hàng hóa và kiểm tra luôn là ưu tiên quan trọng đối với ngành bán lẻ nói riêng và ngành sản xuất nói chung. Bằng việc sử dụng các thiết bị máy quét mã vạch đã giúp cho việc kinh doanh dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian hơn, từ đó hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp cũng tăng lên. Hôm nay Việt sẽ giới thiệu với mọi người một dòng máy quét mã vạch để bàn HF600 của hãng Honeywell. Thì dòng máy quét để bàn này nhu cầu chính là dùng để đặt ở vị trí cố định và thường được sử dụng trong các nhu cầu thanh toán hoặc là kiểm tra hàng hóa. Rồi sau đây Việt sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm HF600. Thì đầu tiên chúng ta có được là máy quét để bàn, thứ hai là dây kết nối máy tính. Cấu tạo của máy thì là chia thiết kế chân đế nhỏ gọn, khả năng chịu rơi từ độ cao 1m, mặt kính quét có đường kính lên tới 80mm. Tính năng, công nghệ quét nhanh chính xác, quét các loại mã vạch 1D, 2D trên sản phẩm và cả trên màn hình điện tử. Khả năng đọc đa tia, đọc được nhiều kích thước mã vạch khác nhau, cổng kết nối có hai cổng RS232 và USB, phù hợp với tất cả các nhu cầu quét mã vạch 2D, 1D trong đa lĩnh vực khác nhau. Ở đây Việt sẽ tiến hành quét thử demo cái máy quét để bàn nha. Đầu tiên thì thử với code 2D và code. Và thứ đó là mã vạch ha. Mã vạch. Rồi chúng ta thấy là máy quét rất nhanh ha. Sau đây thì sẽ thử quét với lại màn hình điện tử, chỉ có một mã vạch barcode màn hình điện tử thôi. Sau đó mình sẽ thử mã vạch 1D. Vậy là xong ha, Việt đã thử test thành công quét mã vạch trên giấy và cả trên mã vạch màn hình điện tử ha. Vừa rồi là Việt giới thiệu với mọi người dòng máy quét mã vạch để bàn HF600 của hãng Honeywell, và mọi người cũng thấy được khả năng đọc cực nhanh của dòng máy quét để bàn này. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp mọi người ở các video sau.